cắt tiền vô. Các bạn à, các bạn trụ đi. Cao, cắt tiền vô. Các bạn già, các bạn già, anh ơi, sao anh lấy hai bao dữ vậy, chừa cho người nghèo khác với ai nha. Đưa đây, đưa cho bà cụ. Trời ơi, quý vị ơi, đến đây thì mọi người tranh giành gạo luôn rồi. Cảnh tượng rất là đau lòng. Thôi, ngừng xe lại đi, chồng ơi, ngừng xe. Mấy anh còn sức khỏe làm nè, đi làm nè. Mấy anh có sức khỏe nè. Không, 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 đông lắm. Thôi, cô ơi, cô không có đâu, nha. Rồi, rồi, chồng tới đi, chồng ơi. Trời ơi, tới đi, tới đi, tới đi. Rồi, tới đi, tới đi, tới đi. Mấy anh chị còn, ê, đừng lấy như vậy nha, xấu lắm, hình ảnh lên nha, anh ơi, đừng. Anh, em nói anh bỏ xuống nè. Anh trai ơi, bỏ xuống đi. Nè nè, hình ảnh nó lên đây hết rồi, xấu lắm nha. Rất là xấu đó. Rồi rồi, hình ảnh lên đây rất là xấu bà con ơi. Trời ơi, à, cảnh tượng rất là buồn quý vị ơi. À, ngoài tầm kiểm soát của Lan Thiện luôn, mọi người tranh giành như thế này nè. Chồng ơi đừng phát tiền, đừng phát tiền. Chồng ơi, cắt tiền vô. Các bạn này nè, các bạn trụ đi. Chồng, cắt tiền vô. Các bạn già, các bạn già, anh ơi, sao anh lấy hai bao dữ vậy, chừa cho người nghèo khác với ai nha. Đưa đây, đưa cho bà cụ. Trời ơi, quý vị ơi, đến đây thì mọi người tranh giành gạo luôn rồi. Cảnh tượng rất là đau lòng. Thôi, ngừng xe lại đi, chồng ơi, ngừng xe. Rồi rồi, cho rồi, anh cho rồi. Trời ơi, té tùm lum luôn rồi quý vị ơi. À, đến đây thì Lan Thiện ngoài cái tầm kiểm soát rồi, mọi người tranh giành rất là nhiều. Chồng ơi, chồng, chồng đừng phát tiền. Đến đây thì bó tay quý vị, tại vì mọi người tranh giành quá là nhiều luôn, ngoài tầm kiểm soát luôn rồi. Những phát bà thật sự là thất bại, bởi vì mọi người tranh giành quá nhiều. À, đây là những hình ảnh mà xảy ra trên đường phố Sài Gòn. Chiến đi người phát bà đã không được chú ý. Cô nãy cô bị té luôn hả? Có sao không? Nói giành quá, giành quá. Chồng ơi, chồng ơi, 100 thôi. Thôi thôi, thôi chồng ơi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng, 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 chồng trường này nè, nè, nè. Cho bà già đi cưng. Chồng xuống nữa bị bao dây. Gì hết. Chồng xuống nó làm mất bệnh hướng luôn. Chồng ơi, mày phát như vậy là nhiều người hưởng lắm. Vừa gạo mà vừa hưởng.
rồi lấy chao đi. Cháu mày mày bị tụ quần cái gì cháu? Dạ 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 chú đi đi. Trời ơi cái gì vậy, nhiều vậy? Trời ơi lấy lại lấy chao đi, là lấy chao nước tương lại lên. Cháu ơi mày có bị tụ quần không cháu? À, đây là ngay chỗ nhà tang lễ của quận 5 nha quý vị. Dạ cô chú đi đó cháu. Chú ơi chú cho con chạy máu luôn hả chú? Rồi thôi về đi, về đi, chào nha. Dạ à, chuyến đi phát quà đã không thành công vì mọi người giành giật quá nhiều quý vị. À, rất là cảm ơn sự quan tâm. Bà có mà. Dạ cảm ơn anh. Rồi bà về đi. Vui không? Nãy kia có đem đưa tiền cho bà không? Rồi dạ chào bà nha. Chú không có con, chú hết tiền sạch rồi. Nha. Anh có tranh giành không vậy? Trời ơi này gạo nhiều rồi, về đi. Ừ. Về đi anh. Rồi thôi anh chị về đi nha. Dạ đâu có đủ nữa đâu. Ở đến đây Lan Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha quý vị. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong những video clip khác. Lan Thiện sẽ tiếp tục phát bà, nhưng mà phát trong cái dòng trật tự hơn nha quý vị. Xin lỗi quý vị khán giả về cái tình huống nó xảy qua ngoài ý muốn như thế này. Hồi nãy cô té luôn hả cô? Có sao không cô? Dạ. Cô được cái gì? Có tiền không? Có tiền nữa hả? Không. Có tiền nè, cô đừng giấu con nha. Rồi cô đi đi. Dạ, cô đi đi.